Xin chào cả nhà, trong clip ngày hôm nay em sẽ gửi tới đến quý anh chị về giá cả cũng như là những cái thay đổi trên chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2024 này nha quý anh chị. Với những sự thay đổi to lớn về ngoại hình cũng như là trang thiết bị trên xe thì Mazda CX-5 đang hiện tại có doanh số bán rất là ổn trong tháng 7 này nha quý anh chị. Với cái giá ra mắt không quá chênh lệch so với là phiên bản cũ, thậm chí là rẻ hơn so với phiên bản cũ, thì chiếc Mazda CX-5 phiên bản mới này đang được thị trường chấp nhận với cái doanh số bán ra rất là ok. Đối với phiên bản Deluxe hiện tại giá xe của nó chỉ có 749 triệu đồng thôi. Phiên bản Luxury là 789 triệu đồng. Phiên bản Premium XT thì có 829 triệu đồng. Và phiên bản Sport em đang quay đây á là 849 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất là Eclipse thì nó là 869 triệu. Thì so với lại những cái phiên bản trước thì giá xe đợt này rất là mềm nha quý anh chị, và so với các đối thủ thì nó lại thấp hơn rất rất nhiều, đặc biệt là so với Tucson hay là so với Territory thì nó rất là ổn nha quý anh chị. Rồi em sẽ đi sâu vào những cái điểm khác biệt cũng như là những cái tính năng được bổ sung. Về phần đầu xe thì logo được thiết kế theo cái hướng hiện đại, nó giống chiếc Mazda C8 và nó có tích hợp thêm radar nhé. Đèn pha thì full LED và cũng được thiết kế khác đi và nó có nhiều tính năng hơn. Đấy. Xe thì đang sử dụng cho quý anh chị là khối động cơ là 2.0, công suất phát ra là 154 mã lực, đi đôi với hộp số tự động là 6 cấp, khả năng sang số vận hành rất là êm. Và đặc biệt thì nó nổ rất là êm ái luôn nha quý anh chị. Đấy. Với cái bố trí con động cơ nhìn rất là đẹp mắt thì chiếc Mazda CX-5 so với các đối thủ cùng phân khúc cùng dung tích xi lanh thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Đối với phiên bản Sport này thì hiện tại nó đang trang bị cho quý anh chị là bộ mâm đúc hộp kim nhé, và nó được sơn đen hoàn toàn từ nhà máy hết, nhìn rất là đẹp. Đấy. Và đường kính mâm của nó là 19 inch, cả 4 phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa và nó sẽ có hệ thống chống hố cứng phanh ABS để giúp kỳ lá có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp, đồng thời tích hợp thêm với cái hệ thống phân phối lục phanh điện tử ABD để tăng thêm hiệu quả phanh. Một điểm khác biệt ở đây nữa thì đối với chiếc xe này nó sẽ trang bị cho quý vị là cảnh báo điểm mù trên gương luôn, và nó sẽ có cam 360 độ nha, cam 360 độ. Và đặc biệt là như cái phần logo này em quay cho quý vị xem mà nó có tích hợp radar trong đó, và nó sẽ có một cái rất là hay, đó là cái hệ thống phanh chủ động đó, nó tích hợp thêm radar đó. Thì đối với phiên bản cao cấp thì nó trang bị cho quý anh chị là loa 10 loa loa bông, âm thanh nghe rất là chất lượng. Và điều đặc biệt nữa thì quý anh chị để ý là đối với chiếc Mazda CX-5 nó sẽ trang bị kính hai lớp nên là cái khả năng cách âm nó cực kỳ tốt. Đấy. Hiện tại thì bên em đang có đủ màu đủ xe giao sẵn cho quý anh chị luôn, nên là quý anh chị mà mua xe thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em để bên em sẽ hỗ trợ cho mình nhé, với cái ưu đãi tốt nhất, và xe sẽ giao sẵn cho quý anh chị luôn. Xe sẽ được bọc da cao cấp với những cái lỗ thoát khí ở trên xe, rất là thoải mái. Đấy. Có túi đựng hồ sơ rồi, và xe sẽ trang bị cho quý anh chị là 6 túi khí. Về hệ thống an toàn của xe được nâng cấp lên rất là nhiều so với những gì mà khách hàng đang có. Và so với phiên bản cũ thì thiết kế về nội thất, ngoại thất thì cũng có sự thay đổi, đặc biệt là trang bị thêm tính năng an toàn và những cái tính năng, những cái chi tiết rất là ok. Ở phía sau thì còn trang bị cho quý anh chị là chỗ để ly tách cửa gió điều hòa. Đây là bố trí ở hàng ghế đầu tiên. Quý anh chị có thể nhìn thấy là màn hình nó sẽ lớn hơn này. Đấy. Và xe vẫn được trang bị cho quý anh chị cửa sổ trời đối với phiên bản Premium nha. Nhìn rất là ok luôn ấy quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mua trả góp thì bên em sẽ bao đậu hồ sơ vay, nên quý anh chị cứ yên tâm nha. Bên em về thủ tục hồ sơ thì sẽ lo hết cho mình, nên quý anh chị cứ yên tâm. Ở đây là bố trí cái phần đuôi của chiếc xe được thiết kế rất là hài hòa. Đặc biệt là cái điểm khác đây là cái cụm đèn hậu phía sau nó được tách biệt thiết kế theo chữ L theo cái hơi hướng hiện đại. Có trang bị cho quý anh chị là ốp cản thể thao, nhìn rất là đẹp. Và trên thì trang bị cho quý anh chị là ba ga mui và vây cá mập. Đối với chiếc xe Mazda CX-5 mới này thì chiều dài tổng thể của xe thì nó sẽ dài hơn 40mm, tức là nó thì tương đương là 4590mm nha. Đấy. Nhưng mà chiều dài cơ sở thì ngang nhau. Đây là cái khoảng không gian ở phần cốp của xe, được thiết kế nhìn rất là hài hòa, rất đẹp, đẹp mắt. Và nó sẽ có cốp rảnh tay nhé, tức là cốp sẽ điều chỉnh điện và có đá cốp luôn.
nó sẽ có giá đỡ kho hành lý này, ở phía dưới thì nó sẽ có mâm xôi cua và bộ đồ nghề tiêu chuẩn, nó rất là ổn áp đấy. Với những cái thiết kế như này thì chiếc xe Mazda CX-5 này doanh số của nó bán ra rất là ổn tại thời điểm hiện tại luôn nha quý anh chị. Rất là mềm, giá rẻ hơn so với đối thủ quá nhiều và trang bị thêm rất là nhiều tính năng, đặc biệt là những cái tính năng an toàn. Ghế tài và ghế phụ đều là chỉnh điện hết, cả bốn kính cửa đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Và cái điểm khác biệt ở đây nữa là đối với chiếc Mazda CX-5 thì nó sẽ trang bị cho quý anh chị đầy đủ những cái tính năng. Đấy, ví dụ ghế lái là sẽ có nhớ ghế hai vị trí này, rồi nó sẽ có những cái điểm mới là cảnh báo lên làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thông minh, giữ khoảng cách với xe phía trước luôn. Đấy, ngoài ra thì xe sẽ có hệ thống cảnh báo người lái tập trung và bổ sung thêm một số tính năng như là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, có luôn nha quý anh chị. Đấy, và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước sau. Đó là những cái tính năng được bổ sung trên chiếc Mazda CX-5 và chúng ta không thể lắp thêm hay gắn thêm nhé. Màn hình này thì nó sẽ có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây nữa. Đấy, khởi động start stop bằng một lần nhấn. Nó sẽ có sưởi vô lăng và điều đặc biệt là nó bổ sung thêm tính năng sưởi và làm mát hàng ghế trước, sưởi và làm mát ghế trước nha quý chị. Đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng, gạt mưa tự động và trang bị cho quý anh chị thêm cái là chuyển số trên vô lăng. Đấy, rất là hiện đại nha, với những cái tính năng và Mazda rất là chiều lòng khách hàng, thay đổi về những cái tính năng an toàn và những cái chi tiết nhỏ để tăng thêm sự tiện nghi cho chiếc xe. Với cùng một chiếc xe cùng một phân khúc so với Touring, nó rẻ hơn tới vài chục triệu, đến thậm chí đến cả hơn trăm triệu cho một chiếc xe, thì điều này là một điều đáng để quý anh chị cân nhắc. Phiên bản cao cấp nhất của chiếc Mazda CX-5 chỉ có 869 triệu nhưng mà được bọc da nắp 3 luôn nha quý anh chị. Đấy, ngoài những cái tính năng an toàn thì nó có thêm những cái tính năng rất là ok luôn đó. Và đây quý anh chị thấy thì nó sẽ có phanh tay điện tử auto hold, nó ở phía trong thì nó có cổng sạc và đầy đủ cho mình nha. Đấy, quý anh chị có thể tham khảo thêm và xe vẫn trang bị cho quý anh chị là hấp nha, màn hình HUD đầy đủ hết ạ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu video của em hay hãy like, subscribe kênh với em nhé. Còn nếu mà quý anh chị muốn biết chính xác chi tiết về giá lăn bánh ở tại địa phương mình ở thì cứ kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em. Em sẽ báo giá chính xác cho quý anh chị để cho mình cân đối nhé. Bởi vì ở trên video em không biết là quý anh chị lăn bánh ở đâu nên không thể báo giá được chính xác.